Trong tâm trí của nhiều người, Tây Nguyên gắn liền với hình ảnh những ngôi nhà dài, những dải đất đỏ Ba San và cây cơ nia nổi tiếng từng đi vào nghệ thuật với ca khúc nổi tiếng Bóng cây cơ nia của nhà thơ Ngọc Anh. Nhưng giờ đây, loại cây này đang dần biến mất. Tại xã Irmok, huyện Krongpa, tỉnh Gia Lai, có một buôn có tên là Cơ Nia. Già làng Alele là một trong những người lớn tuổi ít ỏi còn lại tại buôn Cơ Nia, xã Irmok, còn biết giá trị của loài cây này. Ông Alele kể, buôn Cơ Nia trước đây sống tập trung ở một nơi khác, hàng trăm hộ dân được rừng Cơ Nia che chở. Đến năm 2005, dân làng được chuyển về địa điểm buôn Cơ Nia hiện tại và người dân đã lấy tên cây Cơ Nia để đặt cho buôn. Buôn Cơ Nia trước kia cũng tồn tại hàng trăm cây Cơ Nia cổ thụ sống sum suê. Nhưng trước nhu cầu canh tác nương rẫy, nhu cầu lấy gỗ làm nhà ở, người dân đã đốn hạ không thương tiếc loài cây này. Cây Cơ Nia đó là bà con đó, là coi như dùng bằng gỗ cũng làm nhà cũng được. Nhưng mà cái nào năm nước năm rưỡi nào á là coi như là họ nghi mắt đó, mắt mẹ như vậy là coi như cái hạt nó là họ là chỉ là rung á, là họ lượm ăn lấy cái hạt nó ăn rồi coi là cái bông cái này là nhiều khi là ra bông rất đẹp cho nên là người ta thường thường cây cái này các là dân tộc thiểu số ở đây á, là con bông làng ở đây á, cũng thường cây cái này. Không chỉ ở buôn Cơ Nia mà hiện nay ở hầu hết các buôn làng ở huyện Krongpa, tỉnh Gia Lai, cây Cơ Nia cũng đang bị chặt đốn để lấy đất sản xuất, lấy gỗ để làm nhà cửa hoặc thậm chí là làm củi đốt. Trước tình trạng chặt hạ Cơ Nia ồ ạt, cuối năm 2012, Hạt Kiểm Lâm huyện Krongpa đã có văn bản triển khai về các địa phương cấm chặt đốn loại cây này, giữ những cây Cơ Nia còn sống để tạo cảnh quan cho các buôn làng. Theo nhiều già làng người Zara ở huyện Krongpa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là người dân, đặc biệt là lớp trẻ hiện nay, không còn hiểu rõ về giá trị của cây Cơ Nia. Hiện nay ở huyện Krongpa, còn một số thôn buôn và các xã người dân vẫn còn lưu giữ lại được một số cây Cơ Nia cổ thụ. Có này là 80 năm rồi, nhưng mà dân ở đây họ không dám chặt đâu, vì đây gọi là cây cổ thụ mà. Để như tài sản của quốc gia vậy, để cho đẹp, để cho không ơi trước ủy ban nữa nè, ta không dám chặt đâu. Cây Cơ Nia mà người Kinh gọi là cây cầy là loại cây đơn độc, thường mọc lẻ loi và rễ cây luôn mọc theo hướng bắc, là hình ảnh đại diện cho sự khẳng khái, bộc trực của người dân Tây Nguyên. Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên, Cơ Nia không phải là loại cây linh thiêng mà do mọc nhiều trên nương rẫy, người dân khó chặt đốn nên dần dần được giữ lại và đi vào đời sống và được coi là loại cây đặc trưng của Tây Nguyên. Thế nhưng giờ đây, những bóng cây Cơ Nia đang dần mất đi, để lại một niềm thương nhớ không nguôi về loài cây đứng thẳng, hiên ngang giữa trời và che mát cho buôn làng sẽ chỉ còn trong ký ức.